Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Sociedad và câu lạc bộ Alaves. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng ngày 29 tháng 8 và theo đánh giá, câu lạc bộ Real Sociedad sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Alaves với mức kèo là 0.75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0.5, mức tài xỉu là 2 trái, 2.25 và 1.75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Real Sociedad và Alaves thì Sociedad bất bại trước Alaves với 2 trận thắng và 3 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Real Sociedad thì Sociedad thắng 1, hòa 1 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Alaves thì Alaves cũng thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Real Sociedad chấp 0.75 nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Real Sociedad đang được đánh giá là nhỉnh hơn Alaves về mọi mặt. Thứ hai nữa thì Real Sociedad có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì mặc dù là hai đội đang có phong độ cũng không tốt, nhưng mà cái thành tích đối đầu của Real Sociedad trước Alaves thì Sociedad vẫn đang vượt trội hơn. Những lần mà tiếp đón Alaves trên sân nhà trước đây thì đa phần Real Sociedad đều tận dụng được tốt điểm tựa sân nhà của mình để có chiến thắng. Và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà mà gặp lại Alaves không quá mạnh, và hiện tại thì Alaves đang có phong độ không tốt nữa, thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Real Sociedad có được chiến thắng với lực lượng hầu như là đầy đủ ở lượt trận này. Thì với mức kèo này mình dự đoán đá sân nhà thì chắc cũng không làm khó được Real Sociedad đâu, cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Real Sociedad chấp nha, dưới một trái, mức tài xỉu là 2 trái, 1.75 và 2.25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần cũng có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Cái hiệu suất ghi bàn của Real Sociedad lẫn Alaves thời gian vừa qua nó cũng đang ổn định. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 2-1 hoặc 3-1 nghiêng về cho Real Sociedad trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Và ngoài ra các bạn có thể đá cái mức chơi phụ, đó là hai đội đều ghi bàn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là 0.75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang vượt trội hơn một chút thì có thể là Real Sociedad họ sẽ chắc chiêu cơ hội trên sân nhà của mình để có một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Real Sociedad nha và đã tài. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Sociedad và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.